Toàn cảnh giao dịch thị trường tôm ngày 7 tháng 9 năm 2024, tại Cà Mau, nhà máy Minh Phú tăng giá 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua trong khi các kích cỡ khác không đổi. Nhà máy Case cũng giữ giá ổn định trong khoảng 2 ngày trở lại đây. Giá tôm thẻ tươi cỡ 30 con 1 kg tại hai nhà máy lớn hiện ở mức 160 đến 168 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 118 đến 122 000 đồng 1 kg đạt kháng sinh. Giá tại các nhà máy lớn ở Cà Mau hiện chỉ thấp hơn 3 đến 17.000 đồng một kg so với các nhà máy Starpic và Khánh Sủng, Sóc Trăng và có thể cạnh tranh với các nhà máy khác tại Sóc Trăng, tại Kim Anh. Sao Ta, Khang An tại Sóc Trăng, nhà máy các nhà máy lớn như Starpic, Sao Ta, Khang An, tại Kim Anh đều tạm thời giữ giá tôm thể cỡ 30 đến 80 con một kg ổn định. Trong đó Giá tôm thẻ tươi cỡ 30 con 1 kg ở mức 165 đến 182.000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 106 đến 143.000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh, giao dịch tại đầm tôm thẻ ướp đá. Các thương lái tạm thời giữ giá thu mua tôm thẻ ướp đá tại đầm ổn định. Giá mua tôm thẻ ướp đá tại Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu cụ thể, cỡ 30 con 1 kg hiện ở mức 160 đến 165.000 đồng 1 kg cỡ 50 con 1 kg đạt 120 đến 122 000 đồng 1 kg. Cỡ 80 con 1 kg đạt mức giá 99 000 đến 101 000 đồng 1 kg, giao dịch tại đầm tôm thẻ oxy, giá mua tôm thẻ oxy tại đầm các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre như sau. Cỡ 20 con 1 kg hiện ở mức 190 đến 200 000 đồng 1 kg. Cỡ 30 con 1 kg đạt 165 đến 168 000 đồng 1 kg cỡ 50 con 1 kg đạt mức 120 đến 125 000 đồng 1 kg, thị trường tôm sú nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long. Đối với giao dịch tại đầm các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, thương lái tiếp tục thu mua tôm sú ướp đá với giá ổn định, giá tôm sú ướp đá tại đầm các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau như sau, cỡ 20 con 1 kg ở mức 175 đến 180 000 đồng 1 kg cỡ 30 con 1 kg ở mức 140 đến 145 000 đồng 1 kg, cỡ 40 con 1 kg ở mức 120 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 113 đến 115 000 đồng 1 kg. Giá tôm sú oxy tại đầm các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau như sau, cỡ 20 con ở mức 230 đến 240 000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 180 đến 190 000 đồng 1 kg cỡ 40 con 1 kg ở mức 145.000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 120 đến 130.000 đồng 1 kg.